em đắp bột ngón cái hay bị quẹo bên thấp bên cao, sửa sao cũng không được hả? À, cái ngón này đúng không? Ngón này nếu mà bên thấp bên cao á, thì thông thường là nếu mà mình tháp cái bên phải nè, thì cái lực của mình á, nó sẽ nhiều hơn là cái lực ở bên trái. Thì mình khắc phục cái lỗi đó đó, khi mà mình bên phải á, thì mình nhẹ lực lại chút xíu. Và khi mà trái thì mình sẽ xoay cái neo qua, xoay neo qua để mà mình vuốt nha. Thì nó sẽ khắc phục được cái mà bên thấp bên cao ha. Mình sẽ chấm cái rom ra ngoài cái nóc nè anh chị. Rồi anh chị đánh đều từ đầu móng nè, đánh đều từ đầu móng, đánh lên cho em ha. Đến. Hello mọi người nha, hello anh chị. Hôm nay thì em làm cái bộ kêu nha anh chị nha, xếp que ha. Nhưng mà cái xếp này thì hồi em sẽ dũa cho nó thon vô lại xíu nha anh chị nha. Mình sẽ đắp lại màu nút và mình sẽ làm cái hiệu ứng chán gương nha anh chị nha. Bé này nó muốn nó thích chán gương. Đó, nó làm 10 ngón chán gương luôn nha anh chị. Bộ này đắp keo hả cưng? Em đang chạy cái đầu 5XC foam nhỏ của em nha anh chị nha. 5XC foam dán thon nhỏ gọn nè. Đó, tháo bột, tháo treo để cho anh chị thấy là nó ngọt ngào như thế nào nha anh chị nha. Anh chị nào mà thích mau ra đó, thử cái đầu dũa này của em nha. Đầu dũa mau ra của em nè. Rồi bây giờ anh chị sẽ dùng cho em cái đầu smooth. Đó, dùng cái đầu smooth để mà mình chạy sát chân. Chạy sát chân trên cuticle nha anh chị nha. Đó, mình sẽ chạy sát cái chân nha anh chị. Và cho nó tròn ha. Những cái phần bột nào mà nó bị hở hoặc là nó sẽ bị dày á, anh chị thấy là cái bộ này trong khóe nè, nó rất là dày nè. Từ đó nó dẫn đến cái việc là cái móng của người ta nó bị phô và nó sẽ hở móng. Nên là khi làm infill á, anh chị nhớ là chạy cho nó sạch thiệt sạch ha. Bỏ những cái bột mà nó bị tràn đi anh chị. Tức là những cái phần mà bột nó hở á, bột clip á, thì anh chị sẽ chạy cho nó thiệt là sạch ở trong khóe nè. Đây nha, em sẽ chạy lấn sâu vào trong khóe nè. Anh chị thấy không? Thì cái form móng nó sẽ nhỏ nhỏ lại. Xong rồi hồi mình sẽ dùng vũa cây nha anh chị nha. Mình sẽ dùng vũa cây để mà mình xếp nó lại cho nó gọn, rồi sau đó mình sẽ infill. Thì đây là những cái bước mà nó rất là quan trọng. Trong bộ một cái bộ bột mà nó bền hay không, nó đẹp hay không thì những cái bước này nó quan trọng. Hello hello mọi người nha, hello anh chị nha. Đây những cái bột hở nè anh chị. Chạy cho nó sát và cho nó sạch sẽ cho em nha. Đó. Rồi xong nữa là em sẽ rồi chạy nhám nè anh chị. Chạy nhám cho nó tròn cuticle nè. Thật ra là cái đầu smooth á, nó đã chạy sạch rồi. Nhưng mà khi mà fill á, thì anh chị kỹ. Anh chị chạy nhám cho em thêm một vòng nữa nha. Để chi? Để cho nó sạch thiệt sạch ra, mình fill nó không có bị hở nha anh chị. Đó, đôi lúc là nó vẫn còn. Đó, nó vẫn còn những cái dơ dơ ở trong á. Mình linh cho nó kỹ luôn. Cho nó kỹ luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ cắt da nha anh chị nha.
mình sẽ cắt cho nó sạch cái phần da nè. Tại vì sao? Sau khi mà khách xài khoảng 2 tuần 3 tuần anh chị thì cái da của khách nó ra rất là nhiều. Thì anh chị muốn mà đắp cái cục bột mà nó tròn á, mình phiêu mình làm cho nó tròn á, nó sát chân mà nó không có bị lem cái da á, thì anh chị cắt cho em nó sạch sẽ nha. Đó, cắt qua một cái viền ở trên cuticle thôi, anh chị không cần phải cắt quá sạch sẽ đâu ha. Đó, đây là những cái bước nè, những cái bước mà làm cái bộ infill nè anh chị. Anh chị thấy không, ra cái cuticle á, nó tròn xoe. Đó, nó tròn y như là mấy em mà 18 vậy đó, là tuổi trăng tròn đó anh chị, tuổi trăng tròn nha, em đang nói về mặt trăng nha, khuyến khích mấy anh đừng có nghĩ gì khác nha. Đó, thế là cái phần cuticle nó đã xong. Thì bây giờ trước khi đắp bột nè, trước khi đắp bột thì anh chị sẽ dũa cho em nè, mình dũa cho hai cái sếp nó thon lại nha anh chị. Đây, mình dũa cho cái sếp nó thon lại chút xíu. Anh chị dũa ngoài cái phần đầu móng thôi nha, cho nó thon lại xíu nè. Đấy á. Đây anh chị. Đây nha anh chị thấy nè. Cái này mà nếu mà anh chị phiêu á, anh chị bỏ bột lên á, là hồi nữa nó dễ bị thô lắm. Anh chị cho nó thon lại cho em xíu nè. Anh chị đắp cái cục bột lên thì nó sẽ được khắc phục được cái tình trạng là cái móng nó bị thô ha. Tại vì cái này cái người trước đó, họ đắp nó, họ cái sếp của họ nó nhìn nó chưa có thon lắm. Đây là coffin hay square? Dạ, cái này em đang làm nó là coffin square nha. Coffin square thì cái phao móng nó sẽ không có thô, tại vì anh chị thấy cái nail bed của em này á là nó rất là to. Nếu mà anh chị đắp mà square mà anh chị không có dũa cái phần vô ngay từ đầu á, lạn hồi nó sẽ bị thô cái đầu, nó bè cái đầu nha anh chị nha. Rồi ok, bây giờ em đắp bột nha anh chị nha. Đắp lại màu nút. Vuốt đều ra nha anh chị nha, nghiêng hai bên hông nè, vuốt đều nè. Mình không có cho cái bột của mình nó ra hai bên. Tại vì sao? Tại vì em muốn giữ cho cái sếp này á, nó thẳng ra nha anh chị, nó thon, nó không có bị bè sếp. Đó, nâng niu nắng nót nó lại nha anh chị nha, nắng nót chút xíu. Tại vì sao? Anh chị đốc mà anh chị giữ sếp nó càng thon á, thì hồi nữa mình dũa nó sẽ nhẹ nhàng cho mình nha anh chị. Ừ.
bột mà nó chảy á, anh chị sẽ đầu ôm nó hai bên vô nè, anh chị đẩy ngược lên nè. Vuốt đều hai bên nha anh chị nha. Chỉnh form lại nè. Rồi cái cuticle này em muốn cho nó sát thêm xíu nè. Cục này lỡ lấy nó hơi chảy, cho nó sát cuticle chút xíu nha anh chị. Ok, em đắp một ngón cái hay bị quẹo bên thấp bên cao, sửa sao cũng không được hả? À, cái ngón này đúng không? Ngón này nếu mà bên thấp bên cao á, thì thông thường là nếu mà mình tháp cái bên phải nè, thì cái lực của mình á, nó sẽ nhiều hơn là cái lực ở bên trái. Thì mình khắc phục cái lỗi đó, khi mà mình bên phải á, thì mình nhẹ lực lại chút xíu. Và khi mà trái thì mình sẽ xoay cái neo qua, xoay neo qua để mà mình vuốt nha. Thì nó sẽ khắc phục được cái mà bên thấp bên cao ha. Tại vì cái lực mà mình vuốt như vậy á, nó sẽ, nếu mà xoay cọ vậy là nó sẽ khác với cái lực bên này. Cho nên cách tốt nhất là mình xoay cái neo qua nha, xoay qua xoay lại ha. Rồi, anh chị bắt cái cục bột nè. Nhớ là đợi bột nở nha, để thôi nó chảy nha. Đợi bột nở nè, thả lên, giữ cho em 3 giây lo nhẹ xuống nè, đẩy lên cuticle lại nè. Để sát cuticle nè. Sau đó mình sẽ dặm cuticle. Rồi bây giờ vuốt nè, anh chị thấy là em sẽ xoay cái neo nè. Xoay cái neo bên phải chỉnh nè. Xoay qua trái chỉnh nè. Rồi sau đó mình sẽ vuốt đều ra. Chỉnh lại nha anh chị, chỉnh cho nó thẳng thớm cái đầu móng lại ha. Rồi em chia sẻ cái ngón cái lại nha anh chị nha. Anh chị nhớ là phải xoay đều cái ngón cái nè. Tại vì sao? Ngón cái là ngón mà nó bự, hai bên này nó bự lắm. Cái lực mà đập bột của anh chị nó cũng sẽ mạnh hơn là những cái ngón khác nha anh chị. Rồi xoay đều neo nè. Anh chị nào mà đang bị ngón này lưu ý nè, xoay đều cái neo cho em. Xoay đều cái neo cho em, vuốt đều từ phải qua trái. Da nằm cọ xuống, vuốt đều từ trái qua phải. Đập lại chỉnh đầu móng nè anh chị. Rồi chui cọ sạch nè, anh chị xoay qua phải linh cho em nè. Đây là cái lực mình vuốt nè anh chị. Anh chị xoay đều như vậy á, xoay đều vuốt đều như vậy á, thì bên phải với bên trái nó cân nhau nha anh chị nha. Nó cân nhau và nó không có bị lệch, nó không có bị bên dày bên mỏng. Anh chị nhìn thấy cái siêu cách của em nè, nó không có bị nha anh chị. Đó. Rồi bây giờ dũa form nè anh chị, máy mỏng. Giờ mình dũa cái đầu móng cho nó mỏng lên nè anh chị. Đó, dũa cái đầu móng xong rồi mình chạy cho nó nhẹ nhàng, dũa cây cho nó nhẹ nhàng lại nha anh chị nha. Rồi bây giờ chia sẻ cho anh chị cách mà mình dũa xì que nè. Anh chị đưa cái dũa thẳng vô, anh chị kéo tới lui cho em nè, đừng có đè dũa. Sau đó anh chị sẽ đầu ngã dũa qua chút xíu nè. Cái cây dũa cây á, nó sẽ khác với cái dũa máy chỗ nào. Cây dũa cây nó có cái bảng bự nè anh chị. Khi mà anh chị đè ôm cái dũa qua như vậy á, thì nguyên cái mặt phẳng bên này nó sẽ thẳng. Bên này cũng vậy, nguyên mặt phẳng bên này nó thẳng, thì nó sẽ làm cho cái móng của mình nó chính xác nha anh chị nha. Còn cái mà cái bào này á, cái dũa này á,
nó chỉ có tác dụng là đi sạch cuticle và nó đi mịn bề mặt móng thôi anh chị, khoét gầm khoét ơ này nọ thôi. Nhưng cái cây vũ cây đó, nó rất là hay nha anh chị, nó làm cho mình chính xác lắm. Anh chị ôm vũ cây qua nè, nó sẽ làm rất chính xác cho anh chị luôn. Vũa cái gầm móng nè, xong đó mình vũa nhẹ lại hai bên hông chút xíu nè. Anh chị thấy là cái form khi mà em fill lại nó khác với cái form lúc đầu đúng không? Nó thon hơn ha. Đó, nó thon hơn, nó nhìn nó xịn hơn nha anh chị nha. Rồi anh chị nào thấy hữu ích thì cho em xin một quả tim nha anh chị. Cho xin quả tim nhỏ nhỏ. Thank you mọi người. Xếp đẹp là 80% là vũ tay. Dạ đúng rồi nghe gẫm nha. 80% nó phụ thuộc vào cái cây vũ tay. Và 20% còn lại nó chính là cái cuticle. Cái cuticle là nó là cái quy chuẩn của cái shape của mình đó anh chị. Của cái nail của mình, nó là cái cuticle là quan trọng. Anh chị thấy cái móng này nó ú nụ nần nè. Đó, thì đưa vũa thẳng vô. Đầu móng nè, vũa cho nó vuông lại, gầm móng vũa cho nó vuông lại. Bên cái bộ móng này nó làm cái ngón vũa này nó bị ngắn. Nó ngắn hơn hai ngón hai bên nữa. Cho nên là giờ em phải vũa cho hai ngón hai bên này nó ngắn lại nha anh chị nha. Đó. Ngắn. Thế là quá tuyệt vời. Đẩy da lên nè anh chị thấy là đầu móng này nó bè nè. Đó. Thì cái đầu móng mà nó bè như vậy á, mà mình sơn treo hay là mình design này nọ lên nữa thì cũng thô nha anh chị nha. Nhiều khi mà đắp xong á chưa thấy thô đâu. Tới cái khúc mà sơn treo á thì sự thật nó mới phơi bày nha. Lúc đó sự thật nó đưa ra ánh sáng anh chị. Cho nên là lúc này anh chị bóp nó vô cho em ha. Cố gắng anh chị bóp cho nó càng thon càng tốt. Chà, nhạc lên dữ. Nhạc lên quá anh chị ơi. Anh chị sẽ thấy thao tác của em nó lên theo nhạc nè. Đây. Nhanh gọn lẹ nha anh chị nha, dễ kiếm tiền. Làm fill thì anh chị nhớ lưu ý về cái đầu móng cho em nha. Cái đầu móng vũa cho nó chính xác và cho cái độ dài, nhiều khi á, bộ trước nó không có đều nhau á anh chị. Anh chị nhớ đo lại cái độ dài của cái nail cho em ha. Cái độ dài nó quan trọng lắm. Rồi em chỉnh cái cam lại, em vũa cuticle cho anh chị xem nhé. Mở cái da lên chút xíu nè anh chị. Rồi đưa đứng cái đầu vũa vô cho em nè. Đó, chạy nhẹ nhàng cho em thôi. Kéo thẳng từ bên phải về bên trái nhẹ nhàng cho em nè anh chị. Chạy mỏng chân nè. Đúng rồi, cái đầu vũa anh trả rồi. Trả cho nó sạch chân nha anh chị nha. Đó. Anh có dạy vẽ on hả? Hiện tại thì anh không có lớp on gắm rồi. Anh chưa có lớp on nha, tại vì công việc bây giờ nó nhiều quá. Rồi không có sắp xếp được cái thời gian. Mà lớp on á mở ra thì cái tỷ lệ mà anh chị học mà hiểu mà để thành công thì nó hơi khó. Nên là cái hạng mục đó bây giờ đang gác lại rồi, không có làm. Thật sự thì khi mà em làm cái công việc gì á anh chị, em nói thiệt là em làm nó tâm huyết lắm. Chứ không phải là nhận xong rồi cái cho trong video clip rồi cái để đó cho người ta tự học. Khi mà em đã nhận tiền anh chị rồi thì em làm nó phải đến nơi đến chốn. Tánh của em nó là như vậy anh chị. Nên em không có dám mở lớp on là vậy đó.
Đó, dũa cho nó mịn nha anh chị. Nếu mà nhận lớp on thì em nghĩ là nhiều anh chị học lắm luôn á. Nhiều anh chị hỏi lắm rồi. Đang kiếm cho học dạy vẽ hả? Có nha, xíu nữa anh chỉ cho ông thầy này. Xíu nữa chỉ cho ông thầy chuyên dạy vẽ luôn. Bạn của anh. Hương hả? Có luôn, hương nào cũng có hết á. Hương Phù Sa hay là hương Sài Gòn. Dũa mịn ra nha anh chị nha, nằm cái lưỡi dao ra nè, lót cái tay nè, chạy mịn nè. Đó, bóp lại hai bên, quét lại si cấp cho nó mỏng ma, mỏng mảnh. Đó. Cho em gái Gia Lai nè, em đẹp nha anh chị nha. Chính xác, rất có tâm và có tầm. Hello chị Kha Thi nha. Trời ơi, chị nói em làm em sướng rân cả người luôn. Thank you chị. Em nói thiệt, tại vì nhiều anh chị hỏi em lắm rồi, nhưng mà em nói là em không có nhận tiền, em hướng dẫn thì em chia sẻ cái kinh nghiệm của em cho anh chị thôi, anh chị cần cái gì thì em chia sẻ. Nên là anh chị nào mà có điện video cho em thì em cũng sẵn sàng. Đó, nhưng em không có dám nhận tiền, tại vì cái công việc em hiện tại thì nó cũng đang nhiều. Em không có dành thời gian cho cái lớp on nhiều lắm. Mà khi em đã nhận khóa của anh chị rồi là nó phải, nói chung là làm nó phải đàng hoàng anh chị. Học on thật sự không hiệu quả nha. Đúng rồi, thầy nói đúng, học online khó mà làm đẹp. Chính xác anh chị, tại vì sao? Tại vì anh chị đến cái lớp thực tế á, em mới nhìn thấy được cái lỗi của anh chị. Ví dụ anh chị đang gặp vẽ hay là đắp bột hay là làm cái gì đi chăng nữa, em mới nhìn thấy được trực tiếp là anh chị đang bị cái gì. Rồi sau đó em mới vô em mới hướng dẫn anh chị. Tại vì mỗi người nó sẽ khác nhau nha anh chị nha. Mỗi người học nó sẽ có một cách khác nhau. Em phải làm sao em khắc khe được cho anh chị mà hết cái lớp của em, mà mỗi người phải nhớ bài hết thì nó mới có được cái đầu ra anh chị. Đây cái cách chạy miệng của em nè anh chị. Anh chị nào mà chưa có chạy miệng được á thì xem thử cách chạy miệng của em nha. Anh chị em vẫn nhớ đến em là em mừng rồi. Anh Trương khỏe không anh Trương ơi? Khỏe không anh? Bước phò cho nó mịn nha anh chị. Rồi bỏ top lên nè anh chị. Cái màu này bỏ top lên thôi thấy nó cũng đẹp rồi ha. Anh chị đánh khom á, anh chị nhớ lưu ý là mình đánh 4 ngón trước nha. Tại vì cái ngón cái là cái ngón hay bị khuất lắm anh chị. Đâm ra là nhiều khi á, mình đánh nửa ngón cái thì nó bóng, nửa ngón cái thì nó không bóng. Ngón cái mình cho nó hơi sao, mình đánh sao nha anh chị nha.
Rồi, nói cho cái máy chèo ở trong cái hộp cũ á, thấy không? Ok. Mình sẽ chấm cái rom ra ngoài cái nắp nè anh chị. Rồi anh chị đánh đều từ đầu móng nè, đánh đều từ đầu móng, đánh lên cho em ha, đến cuticle anh chị kéo xuống nè. Đó, nghiêng qua hai bên, đánh đều nè cho nó bóng lên nè. Đừng có lấy nhiều quá nha anh chị nha, lấy nhiều quá là nó sẽ bị nhiều khi nó không bám tốt á, nó sẽ bị tróc ra nha anh chị. Đánh không, đánh ít thôi, nó mỏng thôi. Đây, phủi sạch bụi nè. Bỏ tốp lên ha, bỏ tốp cũng 4 ngón nha anh chị nha. Sơn cho nó đều, nó không bị mất xếp của mình nè anh chị. Rồi qua đây cũng vậy nè. Rồi bỏ vô nè. Rồi cho hơ lại nè. Sau khi mà mình hơ xong anh chị, cho khách mình lau tay cho khách kỹ kỹ nha anh chị nha. Cái màu khom này á, nó giống như màu nhôm vậy đó. Đó. Bây giờ nó có nhiều loại lắm nha anh chị, có nhiều loại nó rất là bóng. Đó, nhiều loại thì nó lì lì, nó mát mát như vậy nè. Nhưng mà tại vì em này là em muốn anh thích như vậy nha anh chị nha. Đó, dụ em làm kia em không chịu. Nhưng mà cái này cũng ok, cũng đẹp. Thì đây nha, em chia sẻ cái cách mà tháo bột và đắp bột lại ha, infill và sửa lại cái xếp móng làm sao cho nó tròn, nó sát mà nó giữ lại cái form thon, không có bị mất xếp nha anh chị. Ok, thì em đã chia sẻ xong cho anh chị cái infill và bài học basic của ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn anh chị em đã vào xem, ủng hộ cho em. Thank you mọi người rất là nhiều.